Một cái ưu điểm nữa mà phải kể đến của cái công dụng của vitamin E, nó làm tăng cái nội tiết của nữ. Nếu mà chị em mà gặp những hiện tượng như là lãnh cảm này, giảm ham muốn cái chuyện ấy, thì là nên bổ sung cái vitamin E, thì sẽ giúp cho chị em là người ta gọi là hồi xuân và sung sức hơn. Vitamin E của DHC thì nó có những cái đặc điểm gì? Thì vitamin E của DHC thì nó được chiết xuất từ mầm đậu nành và các cái thành phần tự nhiên. DHC như mọi người biết ấy, nó là một trong những cái hãng mỹ phẩm cao cấp của Nhật Bản. Nếu mà so sánh giữa thương hiệu DHC và Shiseido thì DHC được đánh giá cao hơn và cao cấp hơn cả Shiseido. DHC thì có rất là nhiều cái dòng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Trong cái video hôm nay thì em chỉ làm review cho các chị về cái loại vitamin E của DHC để mọi người biết. Đây là một cái gói vitamin E của DHC, gói 60 ngày và nó có trọng lượng là 60 viên. Mỗi viên này thì nó có cái hàm lượng của nó là 301 mg vitamin E tự nhiên. Mọi người đang thắc mắc thì tại sao họ không cho vào hộp, nhìn cái túi họ cầm lại nhìn nó lại sơ sài mà nó lại nhăn nhó như thế này, nhìn không được sang trọng cho lắm đúng không ạ? Thì mọi người biết rằng là Nhật Bản ấy, họ là một trong những quốc gia họ không chú trọng nhiều tới cái mẫu mã bên ngoài mà họ chỉ là quan tâm đến cái chất lượng bên trong, nên là hàng Nhật ấy thì nhìn rất là cũ, nhìn nó không lòe loẹt nhưng mà cái chất lượng của nó thì rất là tốt. Như ai mà đã dùng những cái đồ điện tử của Nhật thì mọi người đánh giá rất là tốt đúng không ạ? Như hàng của Toshiba này, Sony, đấy là trong những cái đồ điện tử. Còn hàng mỹ phẩm ấy thì Shiseido hay là DHC nó được rất là nhiều người đánh giá tốt về chất lượng. Họ không chú trọng nhiều đến bao bì mà quan trọng nhất là cái chất lượng ở bên trong. Gói DHC em đang cầm trên tay đây là hàng nội địa của Nhật, nội địa của DHC, người Nhật thì đang dùng cái sản phẩm này. Thì hiện nay thì cũng có, Việt Nam cũng có một số cái dòng sản phẩm là nhập khẩu của DHC. Nhưng mà trong video này thì em không làm video về cái dòng sản phẩm đấy, mà em chỉ chia sẻ cho các chị về cái hàng nội địa này của Nhật. Hàng nội địa là như nào, là người Nhật dùng thế nào thì mình được dùng như vậy. Vì hàng nội địa của Nhật thì họ ưu tiên cái hàng chất lượng cho công dân, cho người Nhật dùng. Những hàng xuất khẩu đi ấy thì đôi khi chất lượng của nó không được tốt bằng cái hàng nội địa của Nhật. Bởi thế là người Nhật người ta ưu tiên dùng cái hàng nội địa hơn, vì là khi đấy là cái chất lượng của nó tốt nhất. Cái sản phẩm vitamin E DHC này thì nó có công dụng gì? Thì mọi người đã biết rằng là vitamin E ấy, nó là có một cái công dụng rất là đặc biệt đối với là cơ thể của mọi người. Và hơn nữa thì nó có công dụng rất nhiều đối với là chị em phụ nữ. Ví dụ như là nó sẽ giúp cho là tan mỡ máu, giảm cái lượng là cholesterol ở trong máu. Đối với những người bị cao huyết áp, máu nhiễm mỡ thì uống vitamin E rất là tốt. Hai nữa là nó giúp cho chậm cái quá trình lão hóa của cơ thể đi, giúp cho chị em là làn da mịn màng và trắng sáng hơn. Một cái ưu điểm nữa mà phải kể đến của cái công dụng của vitamin E, nó làm tăng cái nội tiết của nữ. Nếu mà chị em mà gặp những hiện tượng như là lãnh cảm này, giảm ham muốn cái chuyện ấy, thì là nên bổ sung cái vitamin E, thì sẽ giúp cho chị em là người ta gọi là hồi xuân và sung sức hơn, trẻ lâu hơn. Và nhiều người còn đánh giá là uống vitamin E ấy, thì sẽ giúp là tăng kích thước của vòng một. Nên là thường những cái vitamin E của mầm đậu nành thì được chị em rất là quan tâm. Vitamin E này của DHC thì nó cũng được chiết xuất từ đậu nành, nên là chị em yên tâm về cái chất lượng cũng như công dụng của nó đem lại đối với cơ thể. Thì một cái câu hỏi của các chị là vitamin E DHC này nó phù hợp với ai? Các chị biết rằng ấy, vitamin E nó là một trong những vitamin thiết yếu. Hàng ngày thì các chị ăn rau xanh này, uống nước đậu nành hay là ăn một số cái thực phẩm thì cũng là đang bổ sung vitamin E. Nhưng mà nếu mà các chị ăn uống không thường xuyên và đầy đủ thì dẫn tới là cơ thể bị thiếu hụt vitamin E. Tuổi càng cao thì là cái lượng vitamin, cái lượng dưỡng chất cho cơ thể cần đáp ứng càng nhiều. Vì thế là nếu chỉ theo đường ăn thì là chưa đáp ứng đầy đủ.
Bởi vậy thì các chị nên là bổ sung thêm về đường uống. Cái vitamin E này thì ở độ tuổi 18 trở đi là bắt đầu sử dụng được rồi. Nhưng mà nếu ngoài 25 ấy thì cái nhu cầu vitamin E cần cho cơ thể càng nhiều và hàm lượng cao hơn. Nên là các chị nên bổ sung. Và một cái thắc mắc nữa thì là nam giới có được bổ sung vitamin E hay không? Thì là nam giới cũng nên bổ sung vitamin E. Nhưng mà anh em mình nên chọn cái hàm lượng phù hợp và cái dòng vitamin E phù hợp cho cơ thể. Hạn chế chọn những cái dòng vitamin E từ đậu nành. Có thể là những cái dòng vitamin E từ DHC này thì không nên. Hoặc là E từ Kirtland này thì không nên. Mà anh em có thể là lựa chọn những cái dòng E của Blackmore. Nó từ tinh chất hoa anh thảo rất là tốt. Thì đấy là cái băn khoăn mà em trả lời cho là nam giới có nên sử dụng vitamin E hay không. Nếu mà ai quan tâm đến vấn đề này thì cứ inbox trực tiếp để bên em hỗ trợ. Cái túi DHC này em đang cầm trên tay thì các chị nhìn ạ, nó có màu xanh. Màu xanh và đây ở đây nó thể hiện là một cái viên này nó có hàm lượng là 301,5 mg. Mọi cái thông tin ở đây thì đều bằng tiếng Nhật hết. Thì có ghi là mã vạch của sản phẩm này. Những cái thông tin ở đây ạ, các chị nhìn ạ. Đôi khi là tiếng Nhật thì nhiều người cũng không biết. Bản thân em thì cũng không thành thạo tiếng Nhật cho lắm. Em chỉ biết cơ bản thôi. Sản phẩm này thì của DHC, nó được lưu hành ở ngoài thị trường, được rất là nhiều người đón nhận nên mọi người yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Đây là những mọi người nhìn qua thông tin về cái dòng vitamin E này đang được quảng cáo ở trên mạng và được nhiều chị em chia sẻ rất là nhiều. Thì mọi người đang quan tâm là uống cái vitamin E của DHC này như thế nào? Thì vì là cái hàm lượng vitamin E của DHC này nó khá là cao, nó là 301 mg, nên là chị em cần bổ sung là mỗi ngày chỉ cần bổ sung một viên. Và nên nhớ giúp em là uống cái vitamin E, dù là DHC hay là bất kỳ những cái dòng vitamin E nào thì các chị cũng nên là uống sau khi ăn, vì là vitamin E thì lại tan ở trong dầu. Bởi vậy thì sau khi ăn thì sẽ giúp là cái vitamin E nó tan và nó hấp thụ được tốt hơn vào cơ thể. Còn là vitamin C thì nếu mà các chị sử dụng thì có thể sử dụng trước khi ăn hoặc sau khi ăn cũng được. Vì là vitamin C nó tan ở trong nước nên là nó rất dễ sử dụng. Còn vitamin E tan ở trong dầu, vì vậy thì là cần là uống sau khi ăn. Cái dòng vitamin E của DHC này thì các chị bổ sung mỗi ngày một viên và uống cho em trong vòng 2 tháng là 60 viên. Thì các chị uống trong vòng 2 cho đến 3 tháng, sau khi đấy thì các chị sẽ nghỉ 1 đến 2 tháng rồi lại uống tiếp. Đấy là cách mà bổ sung vitamin E của DHC hiệu quả nhất. Một số cái lưu ý cho các chị khi sử dụng cái dòng vitamin E của DHC hoặc là bất kỳ những cái dòng vitamin E nào khác, các chị là không nên lạm dụng vitamin E. Nếu mà uống quá nhiều vitamin E mà uống quá cái liều lượng cho phép ấy thì cũng không tốt, có thể là nó gây nên phản tác dụng. Và các chị mà đang có bầu hoặc là đang cho con bú thì cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ điều trị để có những cái thực đơn và cái chế độ bổ sung là hợp lý nhất. Ngoài ra nếu mà các chị muốn cái làn da mềm mịn hơn thì là ngoài bổ sung cái vitamin E uống thì các chị có thể tham khảo thêm những cái dòng sản phẩm như là collagen của Neocell hay là collagen của Zutary, hoặc là những cái dòng sữa ông chúa hay là sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo của Blackmore. Đấy là những cái dòng sản phẩm mà các chị nên là bổ sung khi mà muốn làn da đẹp hơn, ngoài là vitamin E này ạ. Một cái băn khoăn nữa thì là ngoài cái dòng vitamin E này ra ấy, của DHC ra, thì còn cái sản phẩm nào nó hiệu quả hay không. Nên là nhiều chị là đang muốn là quan tâm về vitamin E nhưng mà chưa biết dùng loại nào. Thì có thể là hôm nay là tình cờ là xem được cái video review về vitamin E của DHC thì các chị cũng đang băn khoăn. Thì em xin được đấy luôn là trên thị trường thì có rất là nhiều cái dòng vitamin E từ Việt Nam này, từ nhập khẩu, từ nước ngoài. Nên là bên Hoa Beauty thì phân phối rất là nhiều dòng vitamin E. Nhưng mà tiêu biểu một số cái dòng mà các chị em đang sử dụng và được đánh giá khá là tốt thì em xin chia sẻ review một chút để các chị biết. Thì đây là cái dòng vitamin E Kirtland của Mỹ, một hộp này là 500 viên. Hàm lượng của nó là 180 mg. Hai nữa là cái dòng vitamin E của Naturemed. Đây là một cái dòng vitamin E là khá là cao cấp, hàm lượng của nó là 180 mg. Một cái loại sản phẩm cao cấp nữa mà bên em được khách hàng đánh giá rất là tốt
gần như sản phẩm này là số 1, bán rất chạy, mà hơn nữa là chị em là khen rất là nhiều. Đây là sản phẩm của Blackmore, thương hiệu này của Úc. Một hộp này là 30 viên. Mỗi viên này hàm lượng của nó khá là cao. Một viên vitamin E của Blackmore này hàm lượng của nó là 670 mg, hàm lượng rất là cao ạ. Mà nó được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo nên là nó rất là phù hợp đối với nam giới có thể sử dụng được, không sợ các vấn đề về ảnh hưởng đến là tuyến tiền liệt hay là yếu sinh lý khi sử dụng những cái loại E từ mầm đậu nành. Còn hai cái dòng sản phẩm nữa mà khá là phổ biến ở trên thị trường, cái loại sản phẩm này thì khá là rẻ, đây là gọi là vitamin E đỏ của Nga, một loại của Mizola và một loại của Gentiva. Hai cái dòng sản phẩm này thì đây các chị có thể tham khảo thêm những cái dòng này, nhưng mà những cái dòng này thì không được nhiều người đánh giá cao cho lắm vì là chất lượng của nó thì cũng là ở tầm trung thôi chứ chưa phải là dòng cao cấp về vitamin E ngoài thị trường. Vậy là cái video vừa rồi ấy, thì em đã làm cho các chị về cái vitamin E của DHC, chia sẻ cho các chị về sản phẩm cũng như là công dụng. Nếu mà các chị nào quan tâm về vitamin E của DHC hoặc là các cái dòng vitamin E đang hot ở trên thị trường tốt nhất thì là có thể là liên hệ bên em Hoa Beauty theo số điện thoại là 0985 229900, hoặc là các chị có thể là truy cập vào website hoabeauty.vn. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.